Vợ này, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Em vất vả nhiều rồi. Vất vả gì đâu chứ. May là anh về kịp, em cũng vừa hay nấu đồ ăn xong. Bây giờ mà dọn ra ăn thì là tuyệt nhất rồi. Những dịp thế này, đáng lẽ ra mình nên ăn ở ngoài để em đỡ vất vả chứ. Em có vất vả gì đâu. Hay là để anh giúp em nhé. Thôi không cần đâu, em xong hết rồi. Bây giờ em vào trong, rửa tay chân đi, rồi mình ra ăn cơm nhé. À, tại sao anh có một cô vợ hiểu chuyện và lại xinh đẹp, dễ thương thế này cơ chứ? Vậy được rồi, anh vào phòng trước nhé. Ung thư giai đoạn 3. Điều này đồng nghĩa với việc... Anh à, xong rồi xuống ăn cơm thôi. Tại sao em lại không nói cho anh biết chuyện này? Không, anh nhầm rồi, anh đưa nó cho em. Anh không nhầm. Trên đài nghi rõ ràng tên của em Nguyễn Ngọc Dương không à. Làm sao mà nhầm được cơ chứ? Căn bệnh quái ác này tại sao em lại mắc phải mà không nói cho anh biết vậy hả? Em chỉ mới nhận được kết quả này thôi. Em không muốn nói cho anh biết vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Em bị ngốc đấy à? Đối với anh, em là quan trọng nhất. Công việc anh có thể rời lại được cơ mà. Ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám, đến những viện giỏi nhất. Em yên tâm nhé, sẽ không sao đâu. Không, không kịp nữa rồi. Em đã nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ nói cách duy nhất là em phải cắt đi bộ ngực của mình và tham gia điều trị hóa trị. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc dù em có chữa khỏi bệnh thì em cũng không thể có con được nữa. Em xin lỗi. Em biết ước mơ của anh là có con, là có một gia đình nhỏ, nhưng mà em lại không thể làm được. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh. Tại sao tới lúc này rồi em lại nói những lời như vậy chứ? Chuyện có con, mình có thì có cũng được, không có cũng được. Mình có rất nhiều cách khác để có con cơ mà. Vấn đề này em đừng lo nhé. Việc của em bây giờ là em phải yên tâm, em phải tích cực lên. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài để chữa bệnh, đến bất kỳ đâu để chữa bệnh. Miễn làm sao để em vui vẻ và không bao giờ em phải chịu bất kỳ đau đớn nào cả. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh ạ. Căn bản là căn bệnh này nếu như điều trị kịp thời sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì cả. Vợ à, tối nay anh sẽ về ăn cơm với vợ nhá. Em ở nhà đừng suy nghĩ gì nhiều hay buồn bã gì nhá. Có anh ở đây rồi. Vợ yêu của anh cố lên nhá. Báo cáo chủ tịch, lịch hẹn chiều nay với đối tác bên tập đoàn BMW đã chuẩn bị xong cả rồi. 19:30 tối nay sẽ tiến hành ăn tối cùng nhau. Tối nay sao? Không được, tối nay tôi bận mất rồi. Cậu giúp tôi dời lịch hẹn lại nhé. Nhưng lịch hẹn này khá là quan trọng thôi chủ tịch. Tôi biết, nhưng mà lịch của tôi còn quan trọng hơn nữa cơ. Vậy nên phải nhờ cậu dời lịch hẹn lại rồi. Tôi cảm ơn nhé. Mình không thể để Dương một mình trong khoảng thời gian này được. Ta-da! Hôm nay anh về sớm với vợ này. Anh có mua quà cho em đấy. Em sao vậy?
em lại buồn về chuyện sắp phẫu thuật sao? Đừng lo lắng quá nhé. Không sao đâu, là do em tái hành nên là bị cay mắt thôi. Mà thôi, anh em vẫn chưa nấu ăn xong đâu, nên là anh cứ vào phòng làm việc trước đi. Nhưng mà anh có thể phụ giúp em mà. Thôi, em muốn làm một mình. Là do em. Có mấy cái bát mà cũng không dọn được. Em đúng là vô dụng. Em đúng là kẻ bệnh tật vô dụng, không làm được gì mà. Không sao, không sao hết. Chỉ là vỡ vài cái bát thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều nhá. Không, em đúng là vô dụng. Em đúng là vô dụng. Nếu không phải căn bệnh quái ác này thì... Thôi được rồi. Em xin lỗi. Lúc nãy em hành động kích động quá phải không? Tại lúc đó em suy nghĩ nhiều quá nên là hoảng loạn, không kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình. Đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Anh chỉ muốn em biết rằng vẫn luôn có anh ở bên cạnh em và cùng với em đối diện với tất cả mọi khó khăn mà em gặp phải. Vì vậy hãy cứ dựa vào anh. Đừng khóc, đừng tự ai ngại bản thân mình bất cứ điều gì cả nhé. Em biết rồi. Được ở bên cạnh anh như vậy thật là tốt. Mà Dương này, có phải là em rất muốn quay trở lại công việc phải không? Dạ. Anh biết mà, em luôn muốn đi làm, lại còn rất giỏi kinh doanh nữa. Nhưng mà chỉ vì cưới anh cho nên em mới phải ở nhà và đảm đang tất cả mọi việc nội trợ. Bây giờ em cứ thoải mái quay trở lại công ty, làm tất cả những việc mà mình yêu thích. Như vậy thì sẽ khiến cho em vui hơn, tâm trạng sẽ khá hơn đấy. Thật chứ? Anh đồng ý cho em đi làm trở lại à? Thế cô vợ của anh bây giờ chịu cười rồi sao? Anh sẽ làm mọi thứ để khiến cho em vui hơn. Chỉ cần em phải nghe lời bác sĩ, không được lo lắng hay là buồn bã điều gì nữa. Như vậy thì mới mong tiến triển đấy. Em nhớ rồi, em sẽ cố gắng. Em vừa dậy đây à? Nào, em ăn sáng đi. Hôm nay anh đã cố gắng dậy thật sớm và chuẩn bị bữa sáng cho em. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại của em, vậy nên anh chồng này sẽ phục vụ em thật là chu đáo, được không? Không ngờ chồng em lại tuyệt vời như thế. Còn hơn thế nữa chứ. Anh biết rằng em rất muốn đi làm lại và hôm nay em cứ đi làm cho thoải mái đi. Còn lại nhá, anh chồng này sẽ thay em làm tất cả công việc nội trợ hàng ngày của em. Lau nhà rồi dọn dẹp cái kia, anh sẽ làm hết. Em sao đấy? Em không sao. Chỉ là em thấy mình ngốc quá. Từ lúc biết bệnh đến giờ, em không sợ về hóa trị, mà em sợ em sẽ không thể sinh được con cho anh, không thể làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ, người vợ. Em sợ vì vậy mà anh sẽ chán ghét em. Nhưng mà không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Em thực sự là rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em nghĩ được như vậy thì anh rất vui. Mà thôi, em ăn sáng đi, không đồ ăn nguội hết bây giờ. Ơi, mẹ. Mẹ không hiểu tại sao một chủ tịch như con như thế này mà lại đi ở nhà làm những việc nhà như thế. Thực ra hôm nay con làm hết việc ở công ty rồi, cho nên muốn đổi gió một chút
về nhà làm mấy việc nhà để phụ giúp với Dương. Không có gì đâu mẹ. Thật vậy sao? Thế cái Dương đâu rồi? Dương đi làm rồi mẹ. Cái gì? Sao lại đi làm? Sao không bảo nó ở nhà nghỉ ngơi rồi làm việc nhà này cho nó đỡ mệt? Việc kiếm tiền ấy, gánh vác gia đình là việc của đàn ông. Thật ra việc này con... Con... Có việc gì thế hả con? Nói cho mẹ biết đi. Mẹ nhìn con là mẹ biết rồi. Mẹ sinh ra con, làm sao mà giấu được mẹ? Có cái chuyện gì cứ nói cho mẹ biết đi. Đúng là không thể giấu mẹ điều gì được. Nhưng mà bây giờ mẹ phải bình tĩnh, nghe con nói nhá. Mẹ, con xin mẹ đấy. Con biết là mẹ rất mong có cháu, nhưng mà bây giờ Dương bị như vậy, và mẹ cũng đã vô cùng thất vọng sau khi mất đứa cháu đầu tiên. Nhưng mà con xin mẹ, mẹ đừng vì chuyện này mà làm khó Dương mẹ nhé. Cô ấy đã khổ tâm quá nhiều rồi ạ. Cuối cùng thì cũng đã về rồi. Anh đấy, bận như thế cơ mà, đâu cần phải suốt ngày gọi cho em. Em đâu có chạy mất đâu. Mấy ngày hôm nay nhá, anh đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, xong rồi thật nhanh để có thể có thời gian gọi cho vợ, rồi có thời gian để về bên vợ mà. Như thế thì vất vả cho chồng quá. Ở kìa, không vất vả, tất cả anh đã nói rồi mà. Em còn vài ngày nữa thôi là đến kỳ phẫu thuật đợt 1 rồi. Anh sẽ dành toàn bộ thời gian để ở bên em chứ. Dạ, em biết rồi ạ. Vậy vợ sao rồi? Công việc có ổn không? Ổn mà. Em đang làm việc rất vui vẻ đây này. Mời vào. Chào anh, em về rồi này. Lan. Anh có việc tí, Lan sẽ về sớm nói chuyện với em sau nhé. Là Lan sao? Cô ta về nước rồi sao? Em có thai rồi! Em có thai rồi! Vậy là chúng ta có con rồi! Chúng ta có con rồi! Cháu chào bác. Chào Lan. Hai người tới ạ. Em đừng lo lắng quá nhé. Anh sẽ đưa em ra kia nói chuyện với cả mẹ. Chưa có cưới xin đàng hoàng mà đã có thai với con trai bác rồi. Dương này, giới trẻ bây giờ sống phóng khoáng quá. Không phải đâu mẹ ạ. Mẹ biết con là một người có trách nhiệm cơ mà. Con thật sự yêu Dương và chắc chắn sẽ cưới cô ấy. Việc đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Cho nên việc cô ấy mang thai không phải là ngoài ý muốn hay là dễ dãi đâu mẹ ạ. Mẹ anh đang hỏi Dương chứ chưa nói đến anh. Dạ. Cháu biết bây giờ có thể bác đang nghĩ là cháu là một đứa không ra gì cả. Nhưng mà như anh Toàn đã nói đấy ạ, chúng cháu yêu nhau thật lòng và có mong muốn đến với nhau, không phải là chuyện xấu ạ. Vậy là hai người muốn có thứ để chắc chắn mối quan hệ này sao? Lan à, anh xin lỗi nhá, nhưng mà đây là việc riêng của nhà anh, và anh nghĩ em chưa cần phải xen vào đâu. Anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Anh cũng biết em với anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em còn nghĩ mình giống như người thân trong gia đình của anh cơ. Em cũng chỉ muốn hỏi thăm hai người một tí thôi. Chuyện này... Thôi đi, Lan nó đến đây với mẹ, nó có chút ý kiến thì nó làm sao? Vậy mà dưa gì đã gắt cổng lên như thế? Hôm nay á, dù sao cũng là ngày vui. Mẹ đang muốn có cháu để ẵm bồng, bây giờ có thai như thế, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa. Không có cháu của mẹ nó hoảng lên bây giờ. Mẹ, mẹ nói như vậy tức là mẹ ủng hộ con và Dương ạ? Mẹ đang muốn có cháu để bế, bây giờ lại có niềm vui như thế.
Mẹ không vui làm sao được. Tất nhiên là mẹ phải tắc thành cho hai đứa rồi chứ. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Thôi, có gì thì cũng chúc mừng Dương nhá. Cảm ơn Lan. Dạ. Thôi mọi người cứ để đây, để con dọn cho. Mọi người nghỉ ngơi đi ạ. Chị đang bầu bì như thế, để em giúp chị nhá. Đây là nhà của tôi và anh Toàn. Tôi cũng dọn quen rồi, không có gì đâu. Vậy cũng được, thế thôi. Mẹ đi vào đây, con lấy đồ cho mẹ nhá. Thế hai đứa dọn hộ bác nhá. Dương này, cô cũng biết là tôi và anh Toàn là thanh mai trúc mã với nhau, lớn lên cùng nhau. Nhưng mà từ khi cô xuất hiện, tôi và anh Toàn gặp rất nhiều sự cố đấy. Tôi biết là cô và anh Toàn đã lớn lên cùng nhau. Tôi cũng biết được tình cảm của cô dành cho anh ấy. Nhưng mà chỉ là tôi không thể ngờ được là cô lại diễn tròn vai đến vậy. Trước mặt anh Toàn và mẹ anh ấy, lúc nào cô cũng tỏ ra là một thiên kim tiểu thư, rất hiểu chuyện, rất nhẹ nhàng. Người tầm thường như tôi đúng là không thể nào mà diễn nổi như vậy. Cô không cần phải xỉa xó như thế. Đơn giản là phẩm chất như tôi, cô không bao giờ có được đâu. Chẳng phải là thứ cô muốn nhất chính là anh Toàn, và anh ấy cũng đang là của tôi. Vậy thì tôi còn muốn thêm điều gì nữa đâu. Đúng là bây giờ cô lại có thêm một của nợ nữa. Vênh váo là phải thôi. Bao giờ thì cô mới chịu rời xa anh Toàn? Tôi không việc gì phải rời xa chồng của mình. Sao em về mà không báo trước? Để cho mẹ và anh ra đón. Mẹ biết em về chắc là vui lắm đấy. Em biết là anh bận công việc, giờ này giờ nghỉ trưa nên là em mới tìm đến đấy. Nói thật, khi về Việt Nam em cũng không có người thân, chỉ biết mỗi anh và bác gái thôi. Nhớ anh nhất, thế nên là em đi tìm anh trước. Nói thật là lúc trước em đi thì cũng vội vàng, anh chưa kịp chào hỏi đàng hoàng được. Và cả lúc đó bận lo chuyện của Dương. Em cũng biết tin anh và Dương cưới nhau. Chúc mừng hai người nhé. Em không tham dự đám cưới được. Cũng 3 năm rồi. Chắc là hai anh chị có con rồi chứ? Chuyện sinh con thì bọn anh chưa tính đến. Tiếc thật đấy. Hôm nào rảnh em sẽ qua thăm chị nhé. Khi nào em qua? Thôi, bây giờ em có hẹn gặp bác rồi, em đi trước nhá. Mẹ của anh á? Vâng. Em có nói là em chỉ biết mỗi anh và bác cơ mà. Bây giờ em được gặp anh rồi thì phải đi gặp bác nữa chứ. Thôi, em đi nhá. Cháu về mà chẳng báo cho bác biết gì cả. Thì cháu cũng muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Mà bác thích gì bác cứ chọn đi nhá. Coi như cháu mua quà tặng bác. Xa lạ gì đâu mà phải khách khí thế. Có gì đâu ạ. Mà bác này, có chuyện gì vậy? Không biết bác nghĩ sao nếu cháu làm việc ở công ty anh Toàn ạ? Thì cháu mới ở nước ngoài về, học tập và làm việc ở bên ý lâu ngày, chắc chắn là năng lực của cháu phải rất được. Nếu mà có thể phụ giúp được cho Toàn ấy thì cũng rất là tốt. Mà cháu cũng nghe nói chị Dương không làm việc ở công ty anh Toàn ạ? Sau khi cưới, Dương nó lui về làm nội trợ ở nhà thôi, chứ không thường xuyên quản lý công việc của Toàn. Thế là chỉ quanh quẩn ở nhà thôi hả bác? Không, dạo này Dương nó đi làm lại rồi, để cho tinh thần nó thoải mái. Sắp tới nó còn phẫu thuật. Phẫu thuật? Phẫu thuật gì ạ?
Dương nó bị ung thư vú giai đoạn 3. Một thời gian ngắn nữa là thực hiện phẫu thuật cháu ạ. Ung thư vú ạ? Tội nghiệp chị ấy quá. Vậy mà cháu lại không biết gì. Mà nghe nói bệnh này nguy hiểm lắm đúng không bác? Bác nghe Toàn nó nói nếu mà tiếp nhận xạ trị tốt ý, thì sẽ không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Nhưng mà về việc có con để nối dõi tông đường thì không có. Tội nghiệp chị ấy quá. Hay là chiều nay cháu đến thăm chị ấy được không ạ? Ừ, được. Cũng là để mừng cho cháu mới về nước. Với cả chuẩn bị sắp tới cháu vào công ty Toàn làm việc, coi như là một công đôi ba việc. Như vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác ạ. Chồng à. Em chào chị. Con chào mẹ. Lan, cô thật sự về nước rồi đấy à? Ừ, Lan nó mới về nước. Cũng muốn đến thăm con, với cả còn đồ đạc ở đây nữa. Mẹ với Lan cùng đi mua ít đồ để về nấu ăn. Tối nay Toàn cũng về sớm đấy con ạ. Dạ vâng ạ. Để cháu cầm giúp bác. Rồi nấu ăn cùng chị Dương luôn nhé bác nhé. Đi cùng với cháu cả ngày, bác cũng thấy hơi mệt. Để bác vào nghỉ ngơi một chút nhé. Dạ. Vâng, mẹ vào nghỉ đi ạ. Lâu rồi không gặp chị. Dạo này chị thế nào rồi? Tôi vẫn chưa chết được. Chị nói có như em hại chết chị một lần đấy nhở? Sao chị lại nhìn em như thế? Phải 3 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy, mà chị hầm hầm sát khí như thế. À mà nói mới nhớ, căn nhà này hình như thiếu một cái sinh khí gì đó. À, thiếu tiếng của trẻ con chị ạ. Mà 3 năm rồi chị vẫn chưa đẻ cho gia đình anh Toàn một đứa con nào sao? Chị cũng biết là nhà anh Toàn mong có cháu bé như nào mà chị làm như thế là không được đâu. Rốt cuộc là cô muốn nói gì đây? Em có muốn nói gì đâu cơ chứ. À mà quan, hình như không phải là 3 năm mà là cả cuộc đời này không thể nào có con đúng không ạ? Phải nói sao nhở? Cây độc không trái, gái độc không con. Cô có thôi ngay đi không? Rốt cuộc là cô nghe được bệnh tình của tôi từ mẹ tôi hay là của anh Toàn? Rồi cô muốn gì đây? Chị à, em có muốn gì đâu chứ. Chỉ muốn nhắc nhở chị là người như mẹ anh Toàn sẽ không chấp nhận một đứa con dâu không thể sinh con được đâu. Cô, đến bây giờ cô vẫn muốn có được anh Toàn sao? Không phải là có được anh Toàn, chị cũng biết đấy. Tôi với anh Toàn lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi là người hiểu anh ấy nhất. Chính chị là người xen giữa chúng tôi. Chị cướp anh Toàn từ tay tôi, chị hiểu chưa? Vậy cô đã bao giờ tự hỏi rằng anh Toàn có bao giờ yêu cô không? Hay là tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của cô? Và cũng là sự ảo tưởng của cô rằng anh Toàn là của mình. Hả? Tôi nói cho cô biết, cô sẽ mãi mãi không bao giờ có được anh Toàn đâu. Tôi chắc chắn đấy. Vậy thì cô cứ đợi đấy. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Con làm rơi đĩa thôi. Toàn ơi, em xin anh đừng làm gì có lỗi với em nhé. Vậy đã có lịch phẫu thuật chính thức chưa con? Có rồi mẹ ạ. Chỉ vài hôm nữa thôi là Dương sẽ mổ rồi. Hy vọng là mọi chuyện đều sẽ tốt ạ. Thế thì phải hạn chế đi làm, giữ gìn sức khỏe để còn chuẩn bị phẫu thuật con nhé. Dạ thôi ạ. Thời gian này con đi làm lại, con thấy tinh thần của mình cũng tốt lên. Con nghĩ là con vẫn đủ sức để đi làm ạ. Thế thì tùy con. Ngày mai Lan chính thức làm ở công ty của Toàn. Cố gắng lên nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Anh Toàn giúp đỡ em nhé. Mời ăn cơm đi ạ. Anh,
Em vừa tìm hiểu những tài liệu về tình hình của công ty mình. Công nhận là dưới sự lãnh đạo của anh, công ty phát triển thật sự tốt đấy. Anh cũng chỉ là cố gắng phát huy toàn bộ khả năng của mình thôi. Với lại cả em đấy, từ nước ngoài về thì chắc chắn một điều rằng ở bên đó em đi thực tập rất nhiều và làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn. Bây giờ so ra thì có khi khả năng của em còn hơn cả anh đấy. Anh cứ nói thế nào ấy, em thấy từ nhỏ đến lớn em vẫn thua xa anh mà. Từ nhỏ em đã nghĩ là sau này em có thể dựa dẫm vào anh, nên lười biếng chẳng chịu học hết năng lực cơ mà. Dù sao cũng chỉ là những tâm tư hồi còn nhỏ của mình thôi, em bận tâm quá làm gì. Bây giờ trưởng thành hết cả rồi, gia đình có rồi, hạnh phúc có rồi, kể cả ước mơ và hoài bão cũng đều có hết rồi cơ mà. Anh Toàn, anh nói như vậy là muốn tạo khoảng cách với em sao? Alo vợ à, anh nghe này. Trời ơi, em... Alo, Dương, em làm sao đấy? Nhờ Dương, em có đang ổn không? Dương! Có chuyện gì vậy anh? Không ổn rồi, bây giờ anh phải qua chỗ Dương ngay. Phẫu thuật xong hết rồi, em làm rất tốt đấy. Bây giờ em chỉ việc nghỉ ngơi và đợi thêm vài đợt tái khám trị liệu nữa, như vậy là ổn rồi. Mà nên nhớ nhá, thời gian này thì vợ của anh chỉ được phép ở nhà thôi, không được ra ngoài làm việc vất vả nữa đâu. Em có biết không, hôm em bị ngất đi, anh rất lo lắng cho em đấy. Em biết rồi, lần này em sẽ nghe lời của anh. Nhưng mà anh Toàn này, em chưa từng xin anh một điều gì vô lý, nhưng lần này em xin anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho em được không? Em sợ rất nhiều thứ, nên là em nghĩ có anh ở bên cạnh thời gian này thì sẽ tốt hơn. Tất nhiên rồi, tuy là anh không thể ở bên em 24/24, nhưng mà chắc chắn một điều, sau giờ làm việc hay là bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh đều sẽ về bên em, được chứ? Thời gian này anh là chỗ dựa lớn nhất của em. Anh Toàn, anh đi đâu đấy? Hết giờ làm việc rồi, anh về nhà thôi. Anh nói gì vậy? Anh không nhớ anh có lịch hẹn với đối tác à? Em xếp hết rồi đấy. Anh nhớ là anh đã bảo giờ lịch rồi cơ mà. Vì thực sự là thời gian này Dương vừa phẫu thuật xong, anh cần phải về sớm để ở bên cô ấy nhiều hơn. Nhưng mà anh cũng biết đối tác này rất quan trọng với chúng ta. Bây giờ gấp thế này thì làm sao mà em sắp xếp được. Với lại em biết chị Dương cũng là một người rộng lượng, chẳng lẽ chị ấy lại không hài lòng với chuyện làm ăn của anh. Thế nên là bây giờ... Alo, anh nghe đây vợ ơi. Anh xin lỗi vợ nhá, anh có một buổi hẹn đột xuất với cả đối tác, cho nên bây giờ anh không về được ngay. Cho anh xin lỗi nhá. Được rồi, anh cảm ơn vợ. Thôi được rồi, mình đi ngay đi thôi. Vâng ạ. Đến rồi, hôm nay em vất vả nhiều rồi, em về nghỉ ngơi đi nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Cái áo của anh bị bẩn á, anh nhớ mang về giặt đi nhá. Đây này, bẩn nhiều lắm rồi đấy. Được rồi, anh cảm ơn nhá. Vâng, thôi em về đây. Anh xin lỗi vợ nhá, hôm nay không thu xếp được công việc, anh lại về muộn với em rồi. Không sao, chỉ cần ngày mai anh về sớm hơn một chút là được mà. Mà hôm nay anh về muộn thế này rồi, chắc là anh mệt lắm nhở? Đâu, anh có mệt đâu. Mà vết mổ của em sao rồi, đỡ đau hơn chưa? Đỡ nhiều rồi,
chắc là mấy ngày nữa sẽ đi tái khám được. Có mà sợ chồng của em mệt ý. Nhìn thấy tinh thần của em tốt lên như vậy, anh vui lắm. Mà hôm nay anh đi gặp đối tác với ai vậy? Hay là anh chỉ đi một mình? Nếu để Dương biết mình đi với Lan thì chắc cô ấy sẽ lại suy nghĩ linh tinh. Thôi kệ vậy. Thì chỉ có mỗi anh với cả đối tác thôi. Nhưng mà là đối tác quan trọng em ạ. Mà thôi, người anh hơi bẩn, bây giờ anh đi tắm đã nhá. Tôi chết rồi chị Dương ơi. Lúc nãy em còn lỡ để quên son trong túi áo của anh Toàn, mà gọi anh ấy không được. Có gì chị bảo anh ấy mai mang cho em nhé. Em thích cây son đấy lắm đấy. Sao anh bảo anh đi một mình chứ? Em sao vậy? Cái này là của Lan. Tại sao anh lại nói dối em? Của Lan á? Sao anh? Anh đã đi đâu cùng với cô ấy? Thì anh nói rồi mà, anh đi gặp đối tác, chẳng qua là có cả Lan đi cùng thôi. Vậy tại sao lúc này anh lại nói là anh đi một mình? Thì bởi vì anh sợ em sẽ khó chịu. Anh biết là mối quan hệ của em và Lan không tốt. Anh sợ rằng nếu như nói như thế, em sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy để cho em tự phát hiện như thế thì yên tâm hơn sao? Nhưng mà em phải nghe anh chứ. Anh chỉ hẹn với Lan đi gặp đối tác thôi, hoàn toàn không hề có gì với nhau cả. Nhưng mà anh nói dối. Bởi vì không phải bây giờ em bệnh tật, em xấu xí, em không thể sinh con được. Và có thể là em sẽ mất anh giống như Lan nói đúng không? Kìa Dương, em nghĩ cái gì vậy chứ? Anh xin em đấy, em đừng nghĩ những điều như vậy được không? Nhưng tất cả mọi chuyện bây giờ đang diễn ra như thế, anh có biết là em cảm thấy rất là mặc cảm không? Một người phụ nữ mà phải cắt đi ngực của mình, không sinh được con, em cảm thấy kinh khủng như thế nào anh có biết không? Anh có biết thời gian này của em cảm thấy rất kinh khủng không? Em không thể nào mà chịu đựng thêm được một chuyện nào nữa. Bây giờ anh không biết phải làm sao để mà cho em hiểu cả. Nhưng mà anh xin em đấy, em hãy tin anh được không? Tất cả những gì anh nói đều là sự thật mà. Anh đi đi. Kìa Dương. Anh mau đi ra ngoài đi. Toàn, em biết chắc anh không lừa em. Biết chắc anh và Lan không có gì, chỉ do cô ta cố tình tạo hiềm khích. Nhưng mà em lại không thể để yên xem như không có gì được. Mẹ, sao giờ này mẹ lại ở đây ạ? Thì dù sao với Dương nó vừa mới mổ, cuối tuần mẹ tranh thủ sang thăm nó đây này. Vậy sao ạ? Vậy mẹ vào trong đi ạ. Bà trông con có vẻ mệt mỏi lắm, tối qua không ngủ đúng không? Không, con không sao ạ. Hai đứa cãi nhau à? Nhìn con là mẹ biết đêm qua hai đứa không ngủ với nhau đúng không? Con... Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ có thăm em đấy. Dương này, em có ổn không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Để con xách đồ giúp mẹ ạ. Không cần đâu. Thực ra mẹ sang đây là có chuyện muốn nói. Hai đứa ra ngoài đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Dương này, thật ra hôm qua thằng Toàn nó đi gặp đối tác đấy con ạ. Mẹ, sao mẹ lại biết chuyện này ạ? Sao bác lại ở đây ạ?
cháu quên rồi hả Lan? Cháu xem đấy, căn phòng này cũng là do bác chuẩn bị. Bác xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng. Dạ, không sao đâu ạ. Nhưng bác đến đây chắc là có việc quan trọng. Bác nói đi ạ. Bác chỉ muốn xem phản ứng của cháu như thế nào thôi. Khi có một người tự xưng là người cũ, tự tiện đụng vào đồ của người khác thì sẽ như thế nào? Ý bác là sao? Cháu chưa hiểu lắm. Trải qua bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu năm, vậy mà cháu vẫn không buông tha cho hạnh phúc của Toàn à? Bác nói thế là sao ạ? Chẳng phải trước đây bác cũng muốn cháu là con dâu của bác hay sao? Đó là trước kia. Còn từ khi Toàn nó quen Dương ấy, không có người mẹ nào lại muốn bán đi hạnh phúc của con mình cả. Cháu học sâu hiểu rộng, chắc cháu phải biết điều này chứ. Nhưng mà bác... Hôm nay bác đã hỏi trợ lý của Toàn rồi về việc cháu tự tiện thường xuyên đến công ty của Toàn, rồi cháu tự tay sắp xếp cho Toàn gặp đối tác. Từ khi Dương nó bị mổ, nó đã bị tổn thương nhiều rồi, nên cháu đừng có phá vỡ hạnh phúc của gia đình nó nữa. Cháu không hiểu, thật sự không hiểu. Mà tại sao suy nghĩ của bác lại thay đổi như thế? Từ ngày Dương nó bước vào gia đình này, bác biết ngay nó là người hiền lành, hiếu thảo. Thực sự bác không thể tìm đâu ra một người con dâu như thế. Bác có cần phải tuyên dương chị ấy trước mặt cháu như thế không ạ? Đây không phải là tuyên dương. Người mẹ nào ấy cũng muốn bảo vệ hạnh phúc cho con trai mình. Chắc cháu nghĩ bác về phe cháu đúng không? Nhưng thực ra bác chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc cho con của bác thôi. Nên trước khi quá muộn, hãy tránh xa Toàn với Dương ra. Mà còn việc Dương nó xảy thai ấy, không phải là bác không biết. Nhưng vì nể tình nên bác chưa muốn vạch trần thôi. Vì vậy hãy cẩn thận với những việc mình đã làm. Thời gian qua, mẹ biết con đã chịu nhiều áp lực. Mẹ chắc chắn sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa đâu Dương ạ. Con không ngờ mẹ lại dành nhiều tình cảm cho con như vậy. Tất cả là do mẹ. Do mẹ không biết bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng mẹ không phải là người không biết phải trái, đúng sai. Cho mẹ xin lỗi con nhé. Đừng giận mẹ. Thật sự nghe được những lời này của mẹ, con rất vui ạ. Ngay từ khi Lan nó mới về nước, mẹ đã biết suy nghĩ của nó không đơn giản. Nhưng mẹ sẽ không cho phép nó có thêm một cơ hội nào nữa phá hoại hạnh phúc của con mẹ. Vậy mẹ định làm gì ạ? Gia đình Lan là gia đình gia giáo, sĩ diện của gia đình ấy là hàng đầu. Vì vậy... Alo, mẹ à? Sao mày lại có thể làm ra chuyện như thế hả? Mẹ nói gì vậy? Còn hỏi sao à? Mẹ Toàn đã nói lại hết với tao chuyện mày lại muốn chen chân vào gia đình của Toàn rồi. Trời ơi Lan à, mẹ xin mày, mày đừng có nghĩ lớn lên với Toàn từ nhỏ đến lớn thì đó là tình yêu. Đó chỉ là cảm giác từ một phía thôi. Nhưng mà mẹ... Không có nhưng nhị gì cả. Dù sao chuyện ở Việt Nam cũng đã giải quyết xong rồi, đúng không? Ngày mai lập tức quay về Mỹ cho mẹ. Để cho cái gia giáo của gia đình này bị hủy hoại trong tay của mày. Mẹ ơi, con đã... Đi cẩn thận thôi nào. Cũng may con bệnh như thế, nhưng mà cháu của mẹ vẫn khỏe mạnh. Mẹ yên tâm,
công nghệ thụ tinh này á hiện đại lắm, với cả uy tín nữa, nên là cháu mẹ trong này ngoan ơi là ngoan, còn khỏe mạnh nữa. Ôi giời ơi, mẹ chồng nàng dâu mua cái gì mà lắm thế này, khổ cái thân này quá rồi mất. Là để bồi bổ cho con trai của anh trai. Còn là bồi bổ cho con dâu của mẹ nữa đấy, nên ấy đừng có mà than vãn. Thế cô để cho nô tài mạn phép hỏi một câu được không? Là bữa tối nay ai sẽ là người nấu đấy? Con chứ ai? Anh chứ ai? Ơ